Vâng, thưa quý vị, đòi nợ thuê, hoạt động tín dụng đen hay siết nợ cho vay nặng lãi thời gian qua diễn biến khá phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều vụ việc tội phạm nhóm xã hội đen tụ tập với nhau để đi đòi nợ thuê, uy hiếp, đe dọa người dân và thậm chí là tự thanh toán lẫn nhau. Sau mỗi sự việc xảy ra thì điều người dân nghĩ tới đầu tiên là làm thế nào để bảo vệ mình và mong muốn những kẻ phạm tội bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài với rất nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra, câu chuyện trách nhiệm của lực lượng chức năng lại một lần nữa được nhắc đến. Vậy quy định của pháp luật sẽ như thế nào? Liệu có đủ sức răn đe? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tín dụng đen hay đòi nợ thuê kiểu xã hội đen được hiểu là cho vay và lãi nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả các địa phương. Vấn nạn liên quan đến đòi nợ thuê kiểu xã hội đen không phải là lần đầu xảy ra mà xảy ra rất nhiều. Theo các luật sư, các chế tài của pháp luật đã được quy định rất rõ và khá đầy đủ. Tuy nhiên, việc áp dụng như thế nào vào từng trường hợp cụ thể là do quyết định của lực lượng chấp pháp. Bộ luật dân sự 2015 quy định việc cho vay lãi suất 100% trên năm và thu lợi nhuận bất chính từ 30 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng. Bên cạnh những cái hành vi cho vay lãi nặng đó thì có những cái hành vi mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác. Thì những hành vi đó sẽ tùy vào tình huống cấu thành cái tội cố ý gây thương tích hoặc là giết người hoặc là xâm phạm đến tài sản của người khác thì tùy vào tính chất và mức độ mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản hay là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thì tùy vào mức độ tính chất mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Quy định là một chuyện, thế nhưng việc thực hiện các quy định này như thế nào lại là chuyện khác. Đơn cử như vụ việc xã hội đen gây bất an, đe dọa người dân, lực lượng chức năng phải vào cuộc xử lý ngay, thay vì để cuộc sống của người dân rơi vào bế tắc. Vấn đề mà tín dụng đen hoành hành hiện nay nó cũng xuất phát từ một cái câu việc đó là các cơ quan chức năng chúng ta chưa mạnh tay để dẹp những cái nạn này. Đối với những cái hành vi mà xảy ra như vừa qua thì có đủ căn cứ để xử lý hình sự. Và khi ta xử lý hình sự một trường hợp thì nó giống như là một cái án lệ, một cái trường hợp điểm. Tôi nghĩ rằng là những cái vấn nạn này hoàn toàn có thể dẹp được bằng việc đó là các cơ quan chức năng cần mạnh tay tiến hành xác minh điều tra và xử lý bằng biện pháp tố tụng hình sự và phải truy cứu trách nhiệm hình sự của những đối tượng mà đã thực hiện hành vi và đồng thời làm cho mọi người hiểu rằng là có chức cơ quan chức năng đã bảo vệ người dân. Các vấn nạn như cho vay nặng lãi, siết nợ hay trộm cướp là những vấn đề tồn đọng lâu nay của trật tự xã hội. Qua thời gian, các vụ việc có thể giảm xuống về số lượng nhưng quy mô và hình thức vẫn có nhiều hướng phức tạp. Và ngay chính lãnh đạo, lực lượng chấp pháp cũng thừa nhận sự phức tạp và khó khăn trong hướng xử lý. Câu hỏi thật ra là tôi thừa nhận rằng là cái tình hình trật tự an toàn xã hội ở thành phố có nhiều việc cần phải tiếp tục giải quyết và phải giải quyết một cách triệt để hơn. Số liệu cướp giật có lúc tăng, có lúc giảm, nhưng mà xu hướng chung trên tổng thể là đang dần giảm và cái việc giảm đó thì đang rất là khó khăn. Tôi muốn nhắc lại cách đây mấy năm thì có những cái vụ là ví dụ như là chặt tay của nạn nhân ở cầu Phú Mỹ hay là ở cũng trong khoảng thời gian đó ở đường Cộng Hòa, Tân Bình cũng có những cái trường hợp là đâm chết nạn nhân. Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, lực lượng Công an thành phố được đầu tư, trang bị ngày càng tốt hơn nhưng phải đối mặt với yêu cầu tinh giản biên chế. Tỷ lệ cảnh sát khu vực trên tổng dân số đang là gánh nặng lực lượng trong việc quản lý người không có nơi cư trú ổn định. Đó là khó khăn, thách thức rất lớn trước tình hình tội phạm vẫn còn nhiều. Việc giải quyết phải bằng giải pháp xã hội chứ không chỉ dựa vào mỗi lực lượng công an. Quay trở lại vụ việc cô giáo viết đơn xin xã hội đen cho đi dạy, ngay trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương cũng đã xuống sơn lại nhà, gắn camera an ninh, lắp chốt văn phòng. Lực lượng công an cũng tiến hành lấy lời khai của cô giáo và người dân trong khu vực để điều tra các nhóm tội phạm. Và nếu như những hành động này được thực hiện một tháng trước đó, thì có lẽ những câu chuyện vừa bi vừa hài sẽ không xảy ra.